Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Thế Bình, sinh năm 1975, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra xác định bị can Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang trong quá trình tổ chức mua sắm cấp thiết bị cho các trường năm 2019 và 2020 đã có những hành vi sai phạm như cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu của các trường, cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình mua sắm và cấp trang thiết bị không theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang đang khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 18 tháng 1, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Nghi can cầm đầu nhóm này được xác định là Trịnh Thế Cảnh, tên thường gọi là Cảnh Đen, 37 tuổi, chú phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định thủ đoạn của các đối tượng là rất tinh vi khi dùng hồ sơ tên tuổi của người đã mất để làm giả giấy tờ đất trên địa bàn thành phố Biên Hòa và một số khu vực lân cận sau đó bán cho người khác. Cơ quan công an còn xác định, ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn Đồng Nai, cảnh còn cấu kết với một số người khác thực hiện các vụ lừa đảo tương tự tại thành phố Phú Quốc. Nhóm này còn tổ chức cho vay trả góp với lãi suất rất cao, cướp tiền của người vay khi đến hạn không trả được nợ. Hiện công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 18 tháng 1, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An đã bắt giữ hai đối tượng Sông Bá Tồng sinh năm 1994 và Sông Bá Đà sinh năm 2000 cùng chú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua công tác nắm tình hình phát hiện đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An và mang ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ, đêm 16 tháng 1, Công an huyện Diễn Châu đã huy động 60 cán bộ chiến sĩ thành lập 10 tổ công tác tiến hành mật phục để bắt giữ các đối tượng đến khoảng 4 giờ sáng ngày 17 tháng 1, tại khu vực phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 11 kg ma túy các loại, gồm 51.000 viên hồng phiến, 3 kg ma túy đá và 3 kg ketamin. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự hai đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.